Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: luật sư của Thủy Tiên Công Vinh dựa trên cơ sở pháp lý nào để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc? Luật sư đại diện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh đã dẫn một số cơ sở pháp lý để có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ các nhân tố tố cáo, cá nhân tố cáo xuyên tạc Công Vinh, Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện. Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng của ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh đã có mặt tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để nhận hơn 18.000 trang sao kê số tiền từ thiện ủng hộ miền Trung hồi cuối năm ngoái. Tại đây, thì cặp đôi đã livestream công bố toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi từ thiện 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Cả hai đã công bố sao kê trực tiếp tại ngân hàng nhằm để xác định tổng số tiền kêu gọi có đúng như công bố trước đó hay là 320 tỷ đồng, 700 tỷ đồng như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Về việc áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Thủy Tiên Công Vinh, luật sư Phan Vũ Tuấn, văn phòng luật sư Phan Lâu Việt Nam cho biết, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình đã, đang và sẽ tiếp tục tiến hành tố cáo lên cơ quan công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh. Luật sư Phan Vũ Tuấn cũng đã nêu một số cơ sở pháp lý để thân chủ ông tiến hành khởi kiện. Căn cứ quy định tại điểm A khoản 1 điều 156 Bộ luật hình sự hiện hành thì người nào thực hiện hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý về tội vu khống. Theo đó, người phạm tội vu khống sẽ bị áp dụng một trong các hình thức phạt sau: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trong trường hợp phạm tội đối với 2 người trở lên thì khung hình phạt được xác định là phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, điểm C khoản 2, điều 156. Bên cạnh đó, tại điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rằng người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Cá nhân bị ảnh hưởng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp có tổn thất phát sinh thì hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu người thực hiện hành vi xâm phạm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Luật sư Phan Vũ Tuấn khẳng định, bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ gây ra. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vụ việc sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi cùng với tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan. Theo đó, trong văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ tố cáo xuyên tạc vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện, có đoạn được viết như sau: thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức đăng tải livestream những nội dung cáo buộc rằng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện trong chuyến thiện nguyện hỗ trợ bà con miền Trung vào mùa lũ cuối năm 2020 lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các cá nhân này đã đưa ra nhiều thông tin như giấc mơ 320 tỷ vào tài khoản khi mà tài khoản đã đóng, hay việc xây sửa lại nhà cửa, mua bán bất động sản. Điều đáng nói là các thông tin bịa đặt, thông tin không chính xác lại thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, và các cá nhân nói trên đã lạm dụng Internet để định hướng và kêu gọi dư luận xã hội tấn công vào nhiều đối tượng được cho là có liên quan, gây ra nhiều ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của họ. Không những vậy, nó còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực tác động trực tiếp đến các thành phần trong xã hội.
Luật sư đại diện vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cũng chính thức lên tiếng làm rõ 4 điều liên quan tới vụ việc sau khi tuyên bố nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Trước tiên, phải nói đến các hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cơ quan nhà nước, làm dấy lên quan điểm mất niềm tin của người dân vào các cơ quan, đoàn thể, tổ chức nhà nước. Các tổ chức, cơ quan nhà nước này bị cáo buộc rằng làm việc không minh bạch, có gian lận trong việc cấp các văn bản xác nhận hoạt động từ thiện tại địa phương do mình quản lý. Thứ hai, từ những câu chuyện bịa đặt, lố bịch, vô căn cứ mà các cá nhân này đã tạo ra và đăng tải, lan truyền rộng khắp trên các diễn đàn Internet đã gây tổn thương sâu sắc đến những cá nhân tổ chức giàu lòng nhân ái, bỏ tiền ra ủng hộ, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Thứ ba, đối với những đồng bào ở vùng lũ lụt miền Trung, quanh năm phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai, thì sự hỗ trợ giúp đỡ từ các mạnh thường quân trong xã hội là vô cùng quý báu và đáng trân trọng. Ấy vậy mà những tin đồn thất thiệt, những lời bịa đặt vô căn cứ đã làm cho những con người chất phác nơi đây phải chịu sự soi mói, phán xét từ cộng đồng mạng và là đối tượng được mang ra để câu view, câu like một cách thiếu ý thức. Thứ tư, những thông tin bịa đặt vô căn cứ đã bóp méo đi truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Hơn nữa, các hành vi nêu trên đã gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cũng như thiệt hại rất lớn đến các đối tác nhãn hàng đang hợp tác với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Các nhãn hàng đang phải gánh chịu sự tấn công từ cộng đồng mạng tại các trang fanpage và các TVC quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác. Chia sẻ với truyền thông, chồng ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh nói, suốt thời gian vừa qua, hai vợ chồng chịu điều tiếng rất lớn trước thông tin bịa đặt trên Facebook. Vợ chồng của chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo đảm lợi ích của hai vợ chồng. Những giấy tờ sao kê ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa cho cơ quan điều tra. Chúng tôi tin vào pháp luật, dù là bất cứ ai, chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện, bất kể là doanh nhân, CEO hay một người buôn bán bất động sản hay cá nhân tổ chức nào thì chúng tôi tin pháp luật sẽ có chế tài để xử lý những sai trái đó. Chúng tôi cũng khẳng định chỉ có duy nhất tài khoản 746 là tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.